Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi solo squad đây. Này thì chạy đâu anh trai? Đi đâu vậy ông nội? Làm sao mà chạy được? Thì khu nhảy của mình vẫn là khu cảng đây. Trận này thì mình nhảy ở cảng Novo. Vừa nhảy xuống thì có một ông nhảy cạnh mình luôn. Tưởng đã mình lên trên này mình nhặt thêm ít đạn đã. Thì dạo gần đây thì mình toàn làm clip về chơi với người lạ thôi. Cũng đan xen cho anh em xem những cái clip solo squad của mình. Để anh em xem nó đỡ nhàm chán một tí. Nghe vẻ khô cảng cũng khá là đông vui đấy. Đâu rồi? Một thanh niên nhảy đâu thì bạn nó đâu ta? Bắn ở đâu vậy? Này thì bắn này. Tôi tên Gao Đen ạ. À, thanh niên này vừa ở trên top máy bay nhỉ? Top 1 máy bay đây. Đúng rồi, mình không nhớ nhầm đâu. Thế là hai tên. Một ông thì nhảy cạnh kia không có súng. Ông này thì AFK mất rồi. Ôi nhưng mà AFK kiểu gì mà lại chắc. Ừ ha. Ông này AFK kiểu gì được nhỉ? Nhảy xuống với AFK sao ấy? Mình nghĩ là như vậy thôi. Tại vì là đồng đội ở bên kia mà. Nếu mà follow, mời follow AFK từ lúc nhảy xuống ấy, không thể nào mà nhảy xa thế này được. Gọi là theo phỏng đoán của mình như vậy thôi. Tự ra mình kiếm cái mũ cho nó ngon lành đã. Có tiếng chân ở gần. Đây rồi, ngay bên trên. Đi đâu vậy? Này thì đi này. Một ông nữa này. Đồng đội đâu hết rồi. Mà sao lại mỗi ông nhảy một chỗ thế này? Không có tính đồng đội gì cả. Không có tính đồng đội thì phải trả giá ngay. Ông này cũng khá là giàu đấy. Bây giờ mình sang bên kia đi. Sang bên bên có tiếng súng hồi nãy. Sang mình giết luôn mấy ông này. Đây rồi, có tiếng chân ở trong này. Có tiếng chân nhẹ nhàng ở trong. À đây rồi. À đi đâu vậy? Ui, có tiếng chân ở bên trên nữa. Á đủ con chuột chù. À, nhảy xuống. Rồi, một ông nhảy xuống rồi. Đây mình vòng qua đầu này. Mình trèo lên là mình giết được mấy ông này đây. À, hai ông này. Cái này thì nguy nguy này. Còn một ông nữa. Chạy ra đây này. Ui giời ơi. Hơi dễ anh em ạ. Hơi dễ. Quá là dễ luôn. Easy. Hai ông. Vẫn còn tiếng súng bên này này. Mình nhặt cây mini đi. Vẫn còn tiếng súng ở ngay ngoài chỗ sát bờ biển này đây. Đây, mình vòng sang cái khu trống trống này. Mình đi sang cái khu trống trống này. Để bắt mấy ông này dễ hơn. Đâu rồi? Hello bác Tài. Bác Tài trốn đâu rồi? Vừa mới bắn nhau ở đây xong mà. Đâu rồi? À đây rồi. Thôi, chạy vào à? Rồi rồi, chạy ra bờ biển rồi. Á hà, chạy bờ biển à? Ra bờ biển làm gì? Ủa, tại sao lại ngó ở trong đấy? Bạn đen rồi. Có sợ, có SKS này. Từ đã, mình đổi cái SKS. Nick này có skin đẹp cực anh em ạ. Hôm nào mình sẽ review cây SKS này cho anh em xem. S rồng đấy. Như vậy là vẫn nốc. Mình sẽ đi tìm nốt. Chắc ở trong cái khu, vẫn ở trong khu này thôi. Không thể đi xa được đâu anh em ạ. Đây có lẽ là trong khu nhà này. Xe lấy rồi này. Xe mất rồi thì chắc ở trong đây thôi. Mình chạy từ đầu trong ngoài kia vào trong này thì nhà cửa nó đã bị nốt hết rồi. Có tiếng. À đây rồi. Nhảy à? À nấp à? Nào. Này thì bạn nấp này. Nấp làm sao được? Nấp này, mình cho bạn nấp luôn một thẻ. Vẫn còn. Vẫn lốc anh em ạ. Chưa hết được. Đây rồi, lại nghe một tiếng nữa này. Lại có tiếng này. À, chạy kìa. Ôi ông ơi, ông chạy đâu vậy ông ơi? Tôi ở đây mà. Rồi, chạy sang đầu này. Nào, bước. Mình bước qua đời nhau. Chỉ là một con bot thôi anh em ạ.
chỉ làm con bot thôi. Ok thôi, chắc mình đi thôi. Đi 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 khỏi nơi này thôi. Không nên ở đây quá lâu được. Mình nghĩ là hết rồi. Rồi, té thôi anh em ạ. Trận này thì chắc là mình xài luôn cây SK đi. Anh em thấy hợp lý không? Tại vì là mình bắn mấy cây như là AK với M4 bắn cũng nhiều rồi. Trận này dùng SK đi. Nguyên combo này đi. Giữ nguyên combo SK mê SKS. Ở đây có con xe cực điêu luôn này. Tại sao lại đỗ giữa đường? À đây rồi, có người luôn này. À đủ, hello bác tài. Đây đây đây. Nào, bác tài đi đâu? Bác tài làm cái gì ở đây này? À, chắc là thanh niên cùng team mấy cái team vừa mình giết ở trong kia thôi. Tự nhiên ra đây để vớ được một thanh niên. Ui, thanh niên cũng nghèo lắm. Chả có gì thôi, đi thôi. Mình lượn từ gọi là đầu cảng kia lượn đến vào trong Bojinki cũng không có người. Quá buồn anh em ạ. Đây sao cô cảng. À đủ. Đang vãi thật. Đang định bảo là không có người này. À rồi, chúng nó công sang rồi. Các bạn ấy đang công sang chỗ mình rồi. Nào, bạn bước qua đời nhau nào. Bạn bước vào đây. Rồi, mình bị vây rồi. Mình bị quay quả này rồi. Ui. Ui, thế mà không chết này. Có cả đằng xe máy đằng sau công mình luôn. Này thì quay mình này. Nào, bạn bước qua đây. Rồi, hai tên. Rồi, tên này nốc. Mình ra mình gạt giò. Gạt giò luôn ông này. Hai tên. Và còn một tên vừa lấy phi xe máy qua nữa. Không biết dừng chưa. Nào, bơi hết vào. Định quay mình á. Bạn quay nhầm người rồi. À đủ. Trong kho. Này thì đứng bắn này. Này thì đứng bắn này. Nốc thêm một tên nữa. Đông thế nhở. Tự nhiên này loại. À này. Nhảy này. Nhảy nhót này. Clear. Chắc cả tên này là tên đi xe đây. Như vậy là clear nguyên một team ở trong này rồi. 4 ông. Đủ đầy đủ cả 4 thành viên trong này luôn. Vào xem ông này có gì nào. Nói chung là mình cũng chả thiếu gì. Mình thiếu mỗi băng đạn thôi. Đây rồi, có luôn băng đạn rồi. Thôi được rồi. Như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta lại lên đường thôi. Hợp lý. Lại tiếp tục cuộc hành trình đi săn người thôi. Ô, có xe này. Dưới này. À đủ, có tiếng bắn luôn này. Ơ. Ngon. Rồi, tự nhiên lại KS được thêm một mạng này. Thơm này. Còn một ông vừa đã chạy, đang chạy vào. Đâu rồi? Ô, lại có một ông. Ơ, lại có một ông bò kìa. Ngon. Đang bò. Rồi, một ông chạy luôn. Được thực sự này. Mình đẩy xe xuống luôn này. Một ông thì đang bị lốc. Một ông thì chạy được vào nhà rồi. Đây đây, mình ra mình gạt luôn cái ông này đã. Được thêm kill mà. Tội gì mà không gạt đúng không anh em. Đây còn một ông vừa chạy vào trong khu này. Từ từ, mình lên xe. Lên xe đẩy vào cho nó an toàn. Chạy bộ vào, nó ở dưới cái viền nó bắn cho thì thôi. À đây rồi, biết ngay dưới. Biết ngay ở dưới viền mà. Rồi, chạy vào rồi. Chạy vào nhầm chỗ rồi bạn. Như vậy là clear rồi. Tự nhiên cái gì vậy? Sọng cái gì vậy? Bạn ơi, đen lắm. Bạn đen lắm. Coi như là đến đây thì mình xúc được hai mạng free. Có X6 này, mình đổi qua X6 luôn. Rồi, đi luôn thôi anh em. Tự nhiên đến đây lại vớ được 3 kill, 2 kill ngọt nước. Quá là easy. Thơm ngon bổ dưỡng và hợp vệ sinh. Đi kiếm thính. Đây đây đây. Chỗ này vừa bọn nó bắn thính đây. Kìa kìa. Em nhìn không? Nó bắn. Lúc mình chạy tới này mình thấy nó bắn 3-4 cái lận. Quá nhiều luôn. Đây này, 3 cái kìa. Ui ôi. Bọn này đúng là đại gia ở trong cái map này rồi. Quá nhiều thính. Ui, có cả xe tăng luôn kìa. Xe bọc thép các thứ luôn. Á đủ. Nằm đây này. Một anh Trung Quốc này. Nằm đây làm cái gì? À,
vừa lấy cũng giết được người đang nút đồ. Ui nhiều thế, ui 4 cái anh em ạ. Ui bọn này ở đâu mà giàu vậy, 4 cái flare với cả một con xe bọc thép là ít nhất là bọn này có 5 cái rồi, quá là giàu luôn, các anh giai này cực kỳ là giàu. Đâu rồi, đi nút thính đi, mình ngồi đây mình canh. À đây rồi, một tên chạy từ trên này, chạy từ trên núi chạy xuống này, gạt giò luôn này. Rồi gạt giò luôn cho được việc, thế là hai tên rồi, một tên Trung Quốc. Ô một tên Trung Quốc, tên này cờ khác mà. Ôi như vậy là không phải rồi. À đủ này, họ nằm đấy này, chuồn bò này. Ui mấy bạn gọi là cờ gì đây, như kiểu là ngáo vậy nhở, danh này cũng không phải thấp đâu. Điện sau này gặp mấy thanh niên, à như vậy là thanh niên Trung Quốc này là bắn thính, còn mấy tên kia, ủa nhưng mà đây cũng chỉ có 4 thằng, ủa quan hệ gì phức tạp vậy, không biết là còn không nhở, tại vì mình thấy hơi lạ. Ba tên này thì cùng một cờ hẳn nước khác, còn tên kia thì cờ Trung Quốc, tên Trung Quốc luôn, không biết là có phải cùng một team không. Ui anh em nhìn này, thính này, đây này mình tìm cái góc mình này. 5 cái, ui dồi ôi, mình phải chụp ảnh tí làm cái thumbnail anh em ạ. Nào chụp ảnh cái nhẹ, ok quá đẹp, phai thật. Một tên Trung Quốc cầm 6 cái thính, gọi là 3 cái thính thính ăn, một cái xe, quá kinh khủng. Nói chung là mình cũng chả cần phải nút gì, ốp yếc này, mình đã quyết định là bắn combo này rồi, quyết định rồi, thôi đi thôi anh em, cũng chả cần nhặt, không cần nhặt anh em ạ, chỉ cần đi tìm thính thôi. Đây có cái thính thường ở đây này. À đủ, có một tên bên phải mình. Hello nào, lên đây mà chơi. Ui giời ơi, một tên Việt Nam anh em ạ, xong luôn rồi, chỉ có một tên thôi, đứng đây chắc định cam thính đây, nhưng mà bạn đen rồi, bạn gặp phải dân chơi như mình là bạn đen rồi, quá đen cho bạn. Không còn ai. Tiếp tục là cuộc hành trình đi săn người thôi. Rồi mình thấy có thằng chạy kìa. À đủ, chạy giữa đồng kìa. À ha, bác Tài chạy đâu vậy? Bác Tài chạy đi đâu này? Lại một thanh niên cờ quần què gì đấy này, quá là y gì. Mẹ cứ đi gọi là cầm xe đi lượn này, ăn mạng phê vãi nồi anh em ạ. Y gì, nãy giờ mình lượn không tìm thấy người, vẫn còn nguyên 5-6 thằng lận. Mình nghĩ là cần trong khu này có người đấy, tại vì là mình lượn ở đầu mãi đầu trên kia rồi, không thấy một ai luôn. Có người không thì ra đi. Ui bo tiếp tục thu về chỗ mình này. À đủ. Ui anh ơi, Thôi. Em xin. Căng. Ui ôi, M249. Ma vãi trưởng ạ. Mấy ông này tí nào mình vỡ tim. Trời ạ, đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra sấy mình luôn chứ. Đây này, có một ông công vào rồi này, ngay trên đỉnh đầu mình này. À đủ, nhấp nhô à. Hello bác Tài. Rồi nhảy xuống rồi. Nào bác nhấp nhô. Này thì đứng. Ui trời, ui đằng sau có người. Đứng bơm máu, à đứng uống nước này. Đằng sau có đứa bắn mình. Không được. Thôi nhá, em xin lỗi, em có làm gì anh đâu. Rồi một quả bom, ui tự tử kìa. Ui vãi nồi ạ. Vai trưởng của một ông tự tử ở ngay đây. Tại sao lại quẫn gọi là quẫn trí vậy. Ô sao lại cùng team à. Thế là cùng team tự tử rồi. Mất là còn không ta. À đủ. Này nằm đây với chúng tôi này. Như vậy là tên kia là tự tử ở team khác anh em ạ. Đây chỉ còn một tên ở dưới này thôi. Thôi xong, mình nhìn thấy bạn chạy vào khu nhà rồi. Thôi cuộc vui chúng ta chấm dứt rồi. Đây là một màn 1v1 đây thôi. Nào bạn bước qua đời đi. Bạn ở ngoài bo rồi. Bạn bước qua đời mình xem. Rồi công lên à. Nào công lên đây, tặng cho bạn trái nét này. À rồi công lên thật. Mạng
công lên sai lầm của đời bạn rồi. Trời ơi, quá là easy, bạn công lên là sai lầm rồi. Ok, như vậy là mình cũng có một clip top 1 với 25 kill, cũng khá là căng thẳng đấy. Ui, đi cướp quả thính quá là nhiều. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại mình một like và nhớ comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha, tiện cho mình, tiện để mình thu thập những cái đóng góp của anh em nha. Ok, và hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.